Đầu xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mà các bạn có nhớ mình là ai không? Mình là Fireman đây. Có nhớ mình không? Một năm mà mình chưa làm video sao không biết nữa. Chắc vậy. Hôm nay mình sẽ ra video reaction đại ca lớp 12A tí âm cộng say up. Không bị đọc sai mi đúng không? Bị đọc sai, đã đi, sai mi. Nó đọc vậy. Quá hay. Cũng lâu rồi tại vì mình lo bận học. Bận học để thi. Sắp thi rồi. Tuần sau là thi rồi. Kẹt. Thế hôm nay mình sẽ ra ra một cái video nhanh, gọn và lẹ. Một cái video reaction đại ca lớp 12A. 5 phút 50 giây, làm tròn là 6 phút nha. Ok. Và xem nè, để mình cho nó nhảy lại. Và bước lên này, chúng ta bước xuống này. Bước xuống đây. Mình sẽ chỉnh 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 nè. Nó to một tí nè. Úi giời, ok và xem nè. Chắc đi đi. Chắc đi đi học trễ. Vãi cô giáo. Em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi buồn viết lên đây. Em vãi. Lúc sáng sớm đã gọi điện cho Nam để xin đi buồn vì việc gia đình, gia đình, gia đình. Đây là lần thứ N, cậu xin tôi đi. Lần thứ N là lần thứ mấy vậy các bạn? Mình hỏi luôn á. Thế đi sờ móng tay nhìn giống gay. Tóc vàng sương môi. Thức đêm thăm du xong nếu dậy được ai. Rồi mai sau mày làm gì cho đất nước. À thằng chó sơn tèo nữa bố nền mày. Với phụ huynh lên gặp tôi 9 giờ sáng mai. Em xin lỗi cô. Tha cho em lần này thôi. Mời phụ huynh lên bọn kia im để bố xin. Xin gì. Ngầu vãi. Trong cái lớp này vừa đập thằng em tao làm nó vỡ đầu. Bước ra đây tao không đánh nó. Vãi. Vậy nhận là cái gì? Mà là bạn tao đánh bạn tao đang ngồi ở kia kia, kia kia. Sao làm sao chúng mày muốn. Ngầu nha, đẹp trai nha. Em tao à, mày ngon thì cứ lao vào, vào, vào. Một mình tao chấp hết. Hãy dừng lại ngay. Biết đây là đâu không? Sao hai anh gặp nhau thế này? Ôi rồi ôi, bạn Việt Anh mời nói trước. Dạ thưa cô, bạn ấy đánh em. Mày nói lao, lao. Tự nhiên lao đánh tao. Em thưa cô, nó nói tiêu. Nó nói tiêu vô cùng luôn. Mời hai anh đi. Đi theo tôi gặp giám hiệu. Vẫn như mọi khi tôi lặn xuống đây ngồi uống nước. Chè nước chưa được sôi nhưng mà thôi cứ uống vì đang khát nước. Uống không tao rồi một ly uống nhanh lên không nó. Ngoài trường cũng như nhà mà là nhà thì xóa đi ngại ngùng gai gì. Châu Nguyên Việt Anh cháu đứng dậy ngay.
hiệu trưởng à? Ông thầy hiệu trưởng cái sao? Con chỗ lông gà với từng bước chân, nhìn mặt căng vãi. Cháu cho thầy biết sao cháu lại đánh bán của cháu, nói dối thầy cô, Mặt thầy căng cô quá mà nhân nhường. Ngày mai cô đừng đến lớp nữa vì chúng tôi không chấp nhận cái thứ hung hăng đông tí la lại đánh bạn. Cháu chưa đánh bạn mà bạn đã kêu, thầy thử hỏi lớp cháu xem nó đã làm gì, cháu chả làm gì, thầy cần xác minh. Xác minh cái gì, cậu nhìn mặt nó đi. Tèo cả một người thế kia, đâu nghĩ tôi mù hay nghĩ tôi già mà đinh quá mặt. Cậu viết nốt cái bản tường trình này rồi mang qua phòng cho tôi, ngày mai mời phụ huynh đến giải quyết. Ai vừa có vào đây? Úi giời, chọc gái à. Cậu thôi đi, cậu không chịu lo học gì cả. Suốt ngày cậu chỉ có lo quậy phá thôi. Nghiêm nhờ. Ê, tớ không muốn chơi với cậu nữa. Liệu có chăm học lại không ta? Mấy ông thầy mang cái chổi lông gà để sao như cái đao vậy á? Cháu xin nhận lỗi, lỗi là của cháu. Cháu đánh bạn ấy, cháu xin thầy đừng bắt cháu. Biết lỗi rồi. Rời xa lớp. Cả ông thầy cảm động luôn. Mẹ cháu sẽ nhớ cháu nhiều. Đừng có khóc nữa, nhìn cậu khóc mà tôi thương. Lần này tôi sẽ tha, hãy nín đi con của cha. Từ nay cháu hứa, xin hứa sẽ ngoan chăm học. Hết rồi à? Những video này cũng hay. Xíu. Ok. Video này cũng hay. Ok, mình sẽ nhận xét về video này là anh Phan Lết làm rất hay. Nhạc cũng rất hay. Và cái gì nó cũng hay. Ok, và nếu các bạn thấy thích video mà nhớ like, share, subscribe để mình có động lực làm tiếp nữa nha. Và các bạn hãy share, like để mình có động lực và mình sẽ thi tốt cho các bạn nhé. Ngày mai sẽ kiểm tra nên giờ mình phải học. No. Thôi, bye nha. Bye.